Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong các loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là cho chú Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của vương quốc Himya để đi chinh phục châu Âu. Ở tập trước thì mình đã vẫn tiếp tục cái đàm phán hòa bình với các bạn ở phương Tây và để cuộc chiến sang phía Đông và cụ thể là Đông Nam Á. Và chúng ta đã kiểm soát được đến cái vùng Syria này rồi, Palestine và Syria. Và vùng Syria chúng ta đã kiểm soát được toàn bộ. Vấn đề của mình bây giờ là mình không biết chắc là mình có nên đánh tiếp tục sang đánh sang đất của La Mã hay không. Bởi vì nói chung tình hình ở đây nào cũng không ổn lắm nhỉ. Có nâng cấp mấy công trình lên đấy, chỉ an mấy vùng này nó vẫn chưa ổn lắm. Phá mấy công trình này đi đã. Không có nhiều tiền nên mình cũng không muốn lập thêm quân đoàn. Mày láo này. My lord. Quân đoàn của nhà vua. Tăng thẩm quyền. Thuế xuất tăng sản vượt này. At your command. Cho thái tử này những trai tốt ý nhỉ. Dĩ khí thi đấu với các đế quốc phương Đông. Có cái gì nó tăng đâu nhỉ? Đây rồi, tăng cả trị an và vệ sinh này. Cho thằng thống đốc ở đây nó ngọt nhất. Rồi. Nói chung hệ thống chính trị của mình là ổn. Hệ thống chính trị của mình đến giờ là ổn, không có vấn đề gì. Đông Nam Á thì nó cũng không dám đánh mình. Rồi, nó cứ rút lui quân dần thôi. Nhưng mình sẽ ổn định cái vùng này một chút xíu, đã sửa chữa hết các cái công trình. Chúng ta tích thêm một ít tiền, sau đó chúng ta đi tấn công đầu loạt thì chúng ta có tiền sửa nhà. Nhưng mà bây giờ mình đi đánh tiếp thì cũng không có tiền sửa nhà. Khó cái chỗ đấy. At once! Kill the cowards! March! Mình trèo sang đất của nó này là hơi dở hơi đấy. Ready for orders! Ready for...
Make haste, men! At once! We fight for you, my lord. Ready for orders. Sửa chữa mấy cái nhà này. We fight for you, my lord. Your orders, my lord. Chưa thể tăng trị an lên được kìa. We fight for you, my lord. À, đúng rồi, mua mấy thằng champion nữa. Thầy thuốc này. I'm yours to command. Phú hào à. On the move. Trai tốt đấy. Tầm quan sát trong đèn đồ chỉ thị. How can I serve you? Thầy tu. Hết tiền. Lần sau mình sẽ mua thêm một thầy tu nữa. At your service. Cho mấy thầy tu này sang đây. Chị An cái bồn mình. Honor in service. Swift and silent. Your orders, my lord. Khu vực bên này à, Sasanit. Nếu mình đánh xuống dưới này thì à, cái thằng Đông Nam Mã thì bây giờ nó không dám đánh đỉnh. Bây giờ mình phải sửa hết cái đám này, tích lên những tiền. Kệ cho chúng nó đánh nhau đó. Giờ mình sẽ tiến được. Đến bây giờ không có tiền là sửa nhà. Chiến tranh còn dài lắm. Honorable enemies, we will be in war. I trust my once friend, your people will fall into darkness and despair. What the hell? Ôi ôi. Nó định khô máu vậy nhỉ? Tấn công cái hạm đội, mình gái nhất là cái đội hạm đội này này. Pháo nó lạ. Đây là một cái làng nhỏ này, không? Có khi mình đánh dẹp hết cái bọn phía đông mình được. Phía Sasanit thì có lẽ đến đây là ổn. Đánh nữa thì cũng chẳng để làm gì cả. Thằng khỉ tự dưng nó lại tuyên chiến với mình. À, nhất là bốn cái thuyền pháo của nó. Chứ còn thuyền khác của nó thì mình không sợ lắm.
Đây. Nguyên cả cái hạm đội của nó xông vào đây là mình to rồi. Mấy thuyền pháo nó đâu nhỉ? Dàn quân được. Dàn quân nó bắn pháo vào. Cả 4 cọc. Shield wall! Battle group awaiting orders! Hai cái cổng này nữa. Axemen! On shield wall formation! Battle group awaiting orders! Sao lại còn phải đi lùa mấy cái xe bắn đá nữa? Sư đoàn dự bị. At the ready. Missile infantry ready. Defensive positions. At the ready. Hold position. We will darken the sky. Await your orders. We are at your command. As you wish. We understand. Onward, cavalry warriors. Come together. We attack as one. Cầm chân ngay hai khẩu pháo này của nó đó. Enemy reinforcements are bearing down on us. Cái quẩy đá này nó không...
kìa. Bộ binh của nó đang tiến vào từ hướng kia kìa. Chuẩn bị cho ngựa ra đây để bắt mấy cái xe bắn đá nó đã. Cạn này bắn pháo dưới biển không ăn thua. Cứ sao cho nó đổ bộ lên. Cái khổ trùng pháo đó thôi. Bộ binh của chúng nó thì mình chắc không sợ lắm. Thuyền xoáy hạm nó này. Rồi. Giết chỉ huy chúng nó đã. Ôi ồ. Xa thế nhỉ? Không di chuyển tới được. Follow me!
are under attack! We are at your command! Con lén kiểu này chết của nó chứ chết của mình. Tầm bắn được thật. Drive men, pull back. Fall back. Ủa, cái bị pháo nó lã cho mà mất nhiều máu không? Cây đủ tầm bắn. We are at your command. Nó cái việc bắn kiểu đấy chết cả con nó đấy của mình. Giảm sĩ khí của chúng nó xuống. Ôi ôi, nó thật. Nào hết cho mấy khí khẩu tiền pháo rồi. Hết đạn rồi. Xem cho nó tập trung vào cổng nào mình sẽ cho ra được kế của mình. Thank you.
tên của mình giảm khả năng chiến đấu cho nó xuống. The enemy is attacking our general. Ngon. Xem cái này mạnh thế nào. Viết bằng xe bắn đá từ hai cổng của nó. Tiếp viện bộ binh thì kệ nó, còn tiếp viện xe bắn đá mình thử luôn. Nó có rất nhiều xe bắn đá mà. Ây à, sư tướng mình nhỉ. Hết đạn rồi. Cái địch đã chết. Bắn cái đòn này rất hay này, nó trừ cả tấn công cả vũ khí đấy. Đám ski này thì sợ gì. Nó còn bị tháp canh mà bắn.
từ. Đứng thẳng ra ngoài là dễ chẳng may nữa. Thôi, chết. Ở đây, nó lại chui vào đây. Sợ mày quá nhỉ. Năng lượng mình chưa thể rút đi được. Kỵ binh vào. Đây 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 đây. Một cuộc chiến còn rất dài. Còn đang suy ra. Ây da. Để nó bắn thế. Phá hết đám xe cả tháng của nó luôn. Bọn này sao đang sắp thương của nó cao thế nhỉ? Biết nó còn à đây lại xe bắn đá chui ra từ bên này.
rất nhiều xe bắn đá. Bắn vua của mình. We are awaiting your orders. Bị mấy cái khẩu pháo nó bắn kinh quá. Quay. Chưa hết pháo đâu, nó còn ra nữa mà. X-Men, Amisos, Melee Infantry ready. Double time. Cái bắn cứu của mình rác nhỉ. Đây rồi. Lạc đà chạy hơi chậm. X-Men! Advance at speed! Ô, phải lưng của nó.
chơi cho nó lại. Giết bằng hết cái đám này. Láo với anh. Láo với nhà báo. Xong. Easy game. The gods have seen us victorious this day. Easy game. Oh, 4 quân đoàn đánh mình. Bọn này láo thật. Mình chết chủ yếu, mình mất nhiều quân chủ yếu là do cái bọn pháo của nó thôi. Còn bọn thuyền pháo thôi. Có thể là nếu như mình đàm phán hòa bình với thằng Đông La Mã xong rồi mình sẽ dồn một cái hạm đội nữa sang đây thì sao nhỉ? Câu chuyện sẽ là rất thú vị đấy. Mua thêm một quân đoàn dự bị đã đóng ở bờ biển. Đề phòng thôi. Quánh tan tác luôn. Trời ơi, trong một lượt mà chúng ta phải đánh nhau quá nhiều thế này. Thống đốc Ý Tuyển Dũng. Hết rồi. Hết rồi. Tình hình này là căng đấy. Cứ như thế này là căng đấy. Đàm phán hòa bình với cái ông Đông La Mã xem chịu không. Be welcome and may God bless your words with approval. Thôi được. Hòa bình thì thằng Sassanid xem thái độ nó thế nào. Vẫn đang chịu. Nó còn nhiều việc để làm hơn. Sonic nó còn nhiều việc để phải lo hơn là đối đầu với mình. We fight for you, my lord. Come, join our ranks. Noble cause requires noble men. Lại phải bổ sung quân rồi. Hạm đội này sẽ được cử sang đây.
cái gì là cái nào nó hỗ trợ dành cho riêng đô đốc nhỉ? Chùm hàng xóm. Đây rồi. Thái tử lên cấp. My lord. What the hell, đánh áo tu với quân này. Ready for battle. Quân nó còn nguyên. Faster, damn you all. Am I always to be this? Không chịu hòa bình à? How can I serve you? Breaking things is entertaining. I have done all you asked, my lord. Rồi, nó bị tê liệt rồi. I am woven from shadows. Nó bị tê liệt rồi. Những cái vùng này thì có lẽ xây cái nhà lính lên một tuyển quân. Nhưng xa xa như này tuyển quân hơi khó. Trở tay không kịp ấy. I am your champion, my lord. Stand to, you miserable worms. Are you men or worms? Your command. How dare they stand before me? My lord. Dù sao thì mình cũng đang muốn tăng số lượng lạc đà lên mà. Để cứ để phía Bắc cho thằng Sassanid và thằng Đông La Mã đánh nhau vậy. Và nó dám, mình biết ngay mà nó đứng trên tất cả mình, nó cướp bóc bao nhiêu lượt rồi. Sớm hay muộn nó cũng gây sự. Quyền lực vẫn là 52 là cân bằng rồi, không sợ. Ready for orders. It is an honor to serve you.
nổi loạn. We fight for you, my lord. Còn mấy khẩu pháo. At your service. A man has many faces. Không đủ tiền để làm bất cứ một việc gì. I am no one. I revel in destruction. I have succeeded, my lord. Hầu như không thể di chuyển. We fight for you, my lord. Đạo Do Thái của chúng ta được bao nhiêu? Có 37% rồi à? Đạo Do Thái chúng ta 37%. Lượng quân sự mình đang đóng ở phía này nhiều. Nhưng mà nó cứ sang bên kia nó phơ mình thì sống làm sao được chứ. Một ngàn ba để tuyển một thằng đấy tu. Hết tiền rồi. At your command. Welcome, friend. Welcome. Come, sit. Enjoy the pleasures of my home, and let us find accord. Tên của cái thằng này bố mà đọc được. Afghanistan à? Yes. Ready for battle. For honor and great glory. Your next command, my lord. Quân nó bị thương vong nặng. On the move, my lord. Ready for orders. You call this a garrison? We fight for you, my lord. My words are yours to direct. Fleet repulsing, my lord. Nóng vào đây. Cho thằng này chiếm nốt cái thành này. Phát triển vài cái trả lính ở đây đã. Lãnh thổ rộng lớn. Thức lương thực của mình cũng nhiều. Quân đoàn của nhà vua. Siêu cường. Mức độ tin cậy, kiên định. Kiên định. Kinh nhỉ, chúng ta lên đến hạng 1 server rồi. Thống đốc
My lord. Có nhiều hơn lạc đà sẽ mình sẽ tấn công dễ hơn. Đông La Mã. Bây giờ mình muốn giao thương ở với khu vực này, mình phải chơi với thằng Sasanit. Nhà vua của nó à? Phong tỏa cả nó lại xem nó thế nào. Rất nhiều lạc đà. Get the blockade set up. Một quân đoàn nó chạy xuống đây đâu nhỉ? I cannot do as you ask. Nó rút về nhà. Tám phần trăm theo đạo của chúng ta. Ready for orders. Bây giờ mình tấn công vào thành của nó. Ready for orders. Cái để lượt sau đấy. Sợ gì cái bọn này. I am no one. Không ngờ là chúng ta lại gặp phải vấn đề lớn như vậy. Nói chung cái thằng Sasanit, mấy thằng ở phía Sasanit và thằng Đông La Mã nó sẽ đập lẫn nhau. Còn mình thì chưa biết thằng nào sẽ thắng, nhưng mà khả năng mình sẽ đập thằng Sasanit trước rồi, chứ không phải Đông La Mã. Sau khi dẹp yên ở khu vực phía đông, mình sẽ giải quyết thằng Sasanit. Đã đến lúc có lẽ mình phải dùng tiền để giải quyết vấn đề rồi. Bước đều cho mấy thằng ở khu vực châu Phi để mình chiếm hết toàn bộ châu Phi. Châu Phi còn có cái cuối cùng của nó còn có gỗ mà.
nó lại đang cử một cái hạm đội gì đó xuống đây à? Tưởng thế nào? Mấy cái thuyền 6, 7, 8 cái thuyền này. I am no one. Is there nothing more? My hands are yours to command. Your will is done. Fleet reporting, my lord. Cứ vậy đấy đã. Chưa vội vàng. Đánh cho nó, cho nó biết sức mạnh của mình nữa. Ready for battle. Cái tội láo toét thật. Hôm nay đã có nổi loạn. Welcome, friend. Speak quickly and well. Welcome, friend. Welcome, friend. The door is open to you. Be welcome, I suppose. Now speak as you will. Welcome, friend. Do not wander in like a... Nó chiến tranh với Hung Nô và mấy cái thằng gì đó ở phương Bắc kìa. Greetings, my friend. Greetings. I tingle with anticipation of your noble and... Hay quá. Welcome, I suppose. Be welcome. You... Speak your terms. Thế quái nào mà... Thái tử cho lấy vợ xem. Thái tử mà không có vợ nghe nó buồn. Hòa bình ở phía đông rồi, bây giờ mình rút các quân đoàn sang phía tây. Nếu mà cử thêm quân đoàn của nhà vua sang phía tây thì hay là chưa biết được thằng Đông La Mã nó giờ quẻ thế sao nhỉ? Phải lường trước mọi tình huống chứ. Với lượng tiền như này mình nghĩ là mình sẽ mua thêm một ít quân đoàn nhỏ nhỏ thôi.
Ôi giời ơi, ăn tay bị tiêu diệt rồi. Mace Lover. Ảnh hưởng dị giáo La Mã. Cũng được, vợ cũng ngon. Rút quân đoàn của nhà vua sang bên này thì sao nhỉ? Để đây cũng hơi phí. Props is left behind. To your duties, man. It is an honor to serve you. Xây các công trình tôn giáo trước. Để nó lên trị an. Rất là căng thẳng. Sao vùng này bị thằng nào đốt rồi? My lord. Thằng nào đốt tranh thủ ra đây hốt lại luôn. Mấy phần trăm tôn giáo của chúng ta. An enemy has many faces. Death will come on swift wings. Giết bằng hết các tướng lĩnh xịn của nó. I have done all you asked, my lord. Nó sẽ bị khủng hoảng nhân sự. We fight for you, my lord. Chưa đây à? Khủng hoảng nhân sự cấp cao. Thực ra nếu mà mình có nhiều lạc đà hơn thì tỷ lệ khả năng tấn công của mình nó cũng tốt hơn đấy nhỉ. Bởi vì quân này nó mạnh lạc đà. Mình có đánh đêm cơ mà. Mà thái tử làm gì đã có đánh đêm đâu. Mình bị trừ chị An một tí. This list shows all the provinces under your control. Their population, public order, and wealth, and can be sorted by each of those headings. It also shows those provinces adjacent to your own, so you can make informed decisions regarding future conquests. Thank you.
at your command. To your duties, men. My lord. Thái tử và nhà vua cùng tấn công. Một lượt nữa chúng ta tuyển được champion. Suy yếu. Không sao, mình đánh nhau với cái thằng châu Phi này là sẽ thắng điểm ngoại giao lên ngay. My lord. We fight for you, my lord. Không làm gì hết. Tranh thủ được tí một. Ready for orders. Ready for battle. Nó đi chơi mình nhỉ. All men must serve, guarding against prying eyes. It is an honor to serve you. Nó đi chơi mình đấy. Phải có mấy cái nhà lính ở bên này đâu. Nhà lính, nhà xây bắn đá cái gì đấy ở chỗ này để bảo tuyển quân. Không, tình hình kiểu như này thì mình rất là khó. Nhà lính này, nhà xây bắn đá, nhà cung thủ. Cái vùng đất hoang mạc xa hoang hóa này, thằng Đông La Mã nó đang đồng minh với thằng Hung Nô, mà bây giờ thằng Hung Nô nó xuống phía nam này thì là duties, men. Ready for battle. Any man who drops is left behind. Gần này quân là thủ tốt à? Mấy con thuyền này không làm gì được đâu. My lord. Hai khẩu pháo à? Bắn to pháo của mày ra luôn. How may I serve you? The darkness will take them, posing to contemplate death. Lão ơi,
Thằng này thì ám sát là nó rất cao, tầm nhìn kỹ mật độ. Vô hình trước nhân vật và lực lượng của đối phương cho đến khi bị phát hiện. Mình đang bị phạt chị An mất mấy lượt nhỉ? Do mình làm giảm cái dị giáo của La Mã xuống. À, lại tìm ra mấy phe phái mới rồi. Bây giờ tìm thì phe nào là chắc mình phải cho nó ít tiền. When I hunt, I look for sport. When I speak, I look for honest answers. Cái gì? Con lấy con gái của mình à? Con bé này xấu thế. Đoàn kết chị An. Ừ. Tàn bạo. Cũng được. Để tăng mối quan hệ lên. Hôn nhân chính trị cũng là một cách để tăng mối quan hệ mà. Vấn đề là thằng Hung Nô. Hung Nô nó lại là đồng minh của Tây Lam, à Đông Lam Mã mới đau đầu. I will speak the hardest word for a warrior. Peace. It is an. Mày thích hòa bình cho mày hòa bình. Thôi xong. Thời đại của Attila bắt đầu. Darkness and despair. The shadow chased the sun ever southward. And behold a pale horse. And his name that sat on him was Death. And hell followed with him. His wrath would engulf the world, and he delighted in watching it burn. The horde looked to Attila, and the world trembled. Abandon all hope. Attila, ông thực sự là một kẻ hiếu chiến nhưng lại biết kiềm chế hành động, lắng nghe lời khuyên và hào phóng với kẻ đến xin và khoan dung với những người ông bảo vệ. Khi vị lãnh chúa tiền nhiệm mất, Attila đã nắm quyền lực. Giờ đây ông là lãnh đạo bộ lạc và làm quân đội, và quân đội của ông mạnh dần lên. À, chưa hay hoang tàn. Attila được sinh ra từ bóng tối và tuyệt vọng. Từ bỏ mọi hy vọng, sống sót. Attila là nhiệm vụ của nó chỉ là sống sót thôi ạ. 432. Vấn đề của nhà nước bữa tiệc. Mời các nước láng giềng. Cái này nó chỉ có tăng điểm ngoại giao thôi. Mình vừa mới hôn nhân chị với thằng Sasanit. Tăng được một tí điểm ngoại giao. Cái vùng này của nó nổi loạn lốt đi để mình hốt lốt. Ready for orders.
Được nữa thì tốt quá. All men must serve. Chơi luôn thằng vua đó. My hands are yours to command. Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta được khá nhiều tiền. 20 mấy ngàn. I'm truly sorry, my lord. My skills are a gift to be treasured. At your command. At your service. I will extinguish their fire. I have done all you asked and vua của nó đã bị ám sát. Đám quân này đã bị hết lương thực rồi. Còn một vấn đề nữa. Hoàng đế của chúng ta đến đây à? Journey completed. Tiện thể chúng ta đang có tiền. Ưu tiên là cấp những cái tỉnh mà nó bị trừ lương thực nhiều. Bổ sung 78 lương thực. My lord. Cái vùng này chị An cũng tốt. Mấy thằng dợ phương Bắc lọ mọ dưới này làm gì đây? Đất đai của chúng của bầy thằng thằng Sassanid đang bị hình như chúng nó hết lương thực hay sao? Thấy toàn đầu lâu kia. Quân đội của chúng nó đang bị chết dần chết mòn. Cộng 30 điểm ngoại giao với Đông La Mã. Cũng được. Xây cái công trình này nó sẽ tăng vấn đề tôn giáo lên. Vùng này lương thực ổn. We fight for you, my lord. Make haste, men. My lord. All must die at the appointed hour. It is an honor to serve you. Mày bướng này. Success for you, my lord. Mình xây một cái nhà lính ở đây. Xây một cái nhà lính đây để tuyển quân. Ready for battle. Ván này cứ để nó chết dần chết mòn. Ready for orders.
On the move, my lord. Sono giù per nia, allora. Waiting for more orders. Dai. Sono giù per nia, no? At your command. We fight for you, my lord. Ready for battle. You call this a garrison? My lord. Vây mà không đánh là một cách giết người rất là thú vị. Chạy sang đất nhà mình. Chạy sang đất nhà mình. Đặt bẫy đàn áp du kích được kích của định cư phá hoại công trình we fight for you my lord ready for orders at your service. My hands are yours to command. I have succeeded, my lord. I go. My lord? All men are links in a greater chain. Bỏ cho vỡ đầu luôn. We fight for you, my lord. Nó sẽ nghĩ là mình tấn công theo kiểu là đánh đưa. Nhưng mà tất nhiên là không, mình sẽ đánh một thằng một thôi. Rất nhiều lạc đà kỵ binh. Chả nó lắm kỵ binh quá nhỉ. Nhau ở đây nên mà chưa gì lắm kỵ binh này. Thường bọn này nó hay vác lính speed đi cơ mà. Cái gì của mình chống kể ra quân Ascum nó hay ấy. Ascum nó cái lính của nó chống kỵ binh cực tốt. Ôi bão cát. Infantry. Send them. Let us put a quick...
no one answered, make ready. Cái gì nó toàn lạc đà. Infantry at your command. Infantry at your command. At the double. Quick march. Chắc phải để cho bộ binh chấp nhận thương vong một tí rồi. Mình chạy trên đồi này nó không phát hiện ra. Cao nó khuất tầm nhìn. Phát đạp của nó thấm thế. Nó toàn kỵ binh như này là lính dìu mình như cấp thế. Chứ ngựa là nó sợ lạc đà, anh em yên tâm. Ngựa thì nó sợ lạc đà. Chúng cái này nó mất hết tinh thần chiến đấu rồi. Bởi vì là nó trừ rất nhiều. Hắn vào đây. Đấy, bọn kỵ binh của nó ăn làm sao được lạc đà đâu. What are your orders? Fill the skies!
They are trying to take out our general. Defend him. Relay infantry at the ready. Bắn giết gió này hay thật đấy. Ấy, chúng nó mất hết tinh thần rồi. Nó giảm khả năng tấn công lẫn tinh thần chúng nó xuống mà. Lạc đà chúng ta mới còn đến chơi nhiều lắm. Ôi, sau tấn công cận chiến của chúng nó 70 à lạc đà chúng ta chỉ phải cho mấy. Tấn công cận chiến 70. Vãi trưởng nhỉ. Quân đoàn của nhà vua có khác. Rồi mấy thằng sốc kỵ nó đạp chết nhiều thế. Tình hình căng như dây đàn. Chiến trường chuyển dần sang phía đông. Phía đông thì ổn rồi, bây giờ chuyển sang phía đông. Bây giờ mình chưa biết thằng Hung Nô nó đang ở đâu. Nhưng mà để ra truy sát một tí nữa nhỉ. I'm afraid we cannot. Ready for battle. My lord. Ready for orders. March! Kill them all! Advance! Kill the cowards! Make haste, man. Một quân đoàn nữa, hẹo. We fight for you, my lord. Get to it, man. We fight for you, my lord. A man has many faces. Và bọn này toàn bộ binh. At your command. I want hourly patrols. Cứ bình tĩnh. Lượng máu mỡ có một đấy, vãi thật. Đập ra thì mới xây chứ nhỉ? Đúng rồi. Đáng cải tiến. Sự kiện khó xử, đế quốc La Mã cộng 222 điểm. Nó còn đang phải cuộc chiến Pontus. You are welcome.
But that welcome can become a farewell if you waste my time. Một quốc gia mới được hình thành. I am no one. Ready for battle. Ai xả quân nó đông thế nhỉ? Thằng Gamanatia lại cử quân sang bên kia đánh nhau tiếp à? Nó vui vui nó lại tự dưng nó lại tuyên chiến phát để làm sao nhỉ? Lại đau đầu vậy nhỉ? Take this subsidy. Hiệp ước hòa bình à? Chưa cần. Rồi. Mình sẽ khả năng mình sẽ khử thằng đấy. Kỳ hạn làm việc đã hết. Cái của mình xem chừng nó cũng yên được. Con trưởng thành rồi. Trừ trung thành, thiếu quyết đoán, hoạt bát, nhiệt huyết, ghét người phương đông. Bổ nhiệm các cái chức vụ này à? At your command. Đạn dược. Ready for battle. We fight for you, my lord. Tỷ này bây giờ không có quân. Honor to serve you. Blockading. Cho thái tử ra đây. Lay siege to the settlement. Có cả quân đoàn cả hạm đội phòng thủ đây là chắc rồi. Rồi, kiểm soát toàn bộ là cái vùng này rồi.
Đây rồi. Vùng này nữa. Vùng này. Ui dồi. Ui dồi. Ui dồi. Lợn này là có thích đánh nhau đâu không? Be welcome, I suppose. Now speak as you will and try to be interesting. Không chịu giao thương. Đòi nó 3.000 thôi này. Lâu lắm rồi mình không chơi cái trò đòi tiền này. Đó, chiến tranh thế là đủ rồi. Bây giờ thì mình đã ổn cái khu vực bên này rồi thì mình sẽ rút quân sang phía bên kia. Thằng Gamalatia này chiến tranh với ai nữa nhỉ? Cả Đông La Mã và Sassanid à? Finding shelter. Đập thằng này trước ấy. We fight for you, my lord. I am your champion, my lord. Phía bên này mấy thằng nổi dậy này vẫn chưa làm được cái trò gì à? Thế là hoàn thành được khu vực phía nhiệm vụ ở cái khu vực phía đông rồi. À, phía tây rồi. Phía tây nó chỉ bắt mình chiếm như đấy thôi mà. Bây giờ thì dồn toàn lực vào. Và việc đầu tiên là chúng ta sẽ đập thằng Sassanid. Nó cho cả 4 quốc đoàn nó đập mình mà không ăn thua gì, bây giờ nó làm cái gì? Lại sang đây cướp bóc nhà nào à? Nó cho mình hòa bình mà bây giờ mình dở quẻ à? Bọn này thích làm loạn. Advance. Tiện thể anh luyện cấp luôn. Make haste, man. Kệ nó, chạy sang bên đấy tí thì bị thằng kia đập. My lord. How may I serve you? I am no one. At your service. Ưu tiên phát triển các công trình tôn giáo trước.
ready for battle. Đi đánh nhau thì phải có một thằng spy đi cùng. How may I serve you? We fight for you, my lord. Ready for battle. You call this a garrison? You have further orders? Ready for battle. Bốn mươi bảy phần trăm tôn giáo của chúng ta. Cần rất nhiều tiền để linh lính để cuối đấy. Ai nó vẫn cử quân đi sang các cái vùng bên này để đánh nhau được à? Phía đông mình chỉ ai chưa? Gì đấy? Lại thích solo tiếp à? Bọn này nó chưa từ bỏ dã tâm bay xâm chiếm của mình. Nó lại kéo một đống quân đoàn sang nhà mình. Nó lại thích khô máu thêm một lần nữa. Bây giờ mình sẽ phát triển vũ khí trước đấy. Các cái công trình tôn giáo. Palestine. Dinh thự quý tộc. Chị An tăng tốt nhỉ. Thôi rồi, rồi cố gắng xây dựng cái vùng này lên cho nó ổn tí thôi chứ còn chuyển quân đội này thì tính từng lý một tí một, nếu không là chiến tranh khắp nơi. Ổn được à? Vẫn phải có hai thằng đóng ổn rồi. At your command. Chỉ 18 chị An do thiếu lương thực.
rút quân sang phía Tây, giải quyết toàn bộ Sassanid và Đông La Mã. Nhưng phải giải quyết thằng Sassanid trước, Đông La Mã giải quyết sau. Nhưng mà mình nghĩ là cần thêm quân rồi. Mình cần phải thêm khoảng tầm 1 quân đoàn nữa. Cần thêm 1 quân đoàn nữa. Nó muốn đánh nhau lắm rồi đấy. Ngáo đá này. Fight for you, my lord. Duties, man. I am no one. I go. Can I assist you further? Set up the watch. Ganapanatia. At your command. Bọn này nếu mà nó đánh nhau ở nó cộng bao nhiêu nhỉ, 15 đan nữa, 15 30 là 42, 30 44 đan thật, đúng rồi, là làm mạnh thế. This list shows all forces and agents currently fielded by your faction. Their available action points, numbers of men, the commanding admiral's name, rank, and loyalty. It can be sorted by each of those headings. Đạn của mình 48%, lên rất chậm. Càng về sau nó lên càng chậm. It is an honor to serve you. Phá cái này nhỉ? Xây công trình vệ sinh ở đây ạ. Để nó có thêm năng thực. Thống đốc. Cái thằng châu Phi kia là nó vẫn muốn đánh nhau mình lắm ấy, nhưng mà tự thấy lực chưa đủ nên là nó tạm thời nó đứng đấy thôi. Nó quay kín nhà mình rồi. Trước nó cũng quay kín nhà mình như vậy và nó đập cho mình một trận. Mình cần một con đoàn full cơ. Con đoàn không đủ quân thì không đánh được. Cần một con đoàn full. Một con đoàn full, một con đoàn dự bị để đi vào bảo vệ đất. Thank you.
sinh con ngày ra thôi. Xây trắng phạt đòn. My lord. Ê. 48%. Cái này làm sao mà lên được đến 70%? Lại mấy cái thuyền pháo củi ấy. Nó đâu còn quân quân đâu, chỉ có mấy cái thuyền này thôi mà. How may I serve you? As you command. We fight for you. Quân đoàn của hoàng đế sẽ đánh ở khu vực phía dưới này, thì bây giờ khu này phải có thằng phòng thủ đây rồi. Bên dưới này chưa có quân này. Đánh vào đây thì mình sẽ còn thủ được ở đây. Tấn công ở đây à? Đánh thẳng vào thủ đô của nó. Không, mình nghĩ là mình sẽ phòng thủ ở đây đấy. Một cuộc chiến Sassanid. Như vậy mình cần phải huy động một cái lực lượng khá là lớn. Trong một cuộc chiến Sassanid thì cần một cái lực lượng khá lớn này. Mà mình chiếm lại được cái thành, cái vùng đấy thì có thể mình nối giao thương với rất nhiều phe. Bởi vì thủ đô của chúng ta đang bị cách một cái vùng của đảo Sassanid mà chúng ta không thể giao thương được. Với Đông La Mã là một số các phe phía trên. It is an honor to serve you. Ở vùng này nó có một cái công trình đặc biệt.
bể ngựa cả. Hết tiền nên là chưa xây được thôi. We fight for you, my lord. At your command. Ready for orders. Trên quân 7.000. Your orders, my lord. We fight for you, my lord. Ready for orders. Make haste, men. Phỉ thật. Ready for orders. Nguy kỳ phát trị an tụt ấm ấm. Nay thì đến bao giờ mới đuổi kịp với chúng nó. Lăng cô bà, những chiến binh lăng cô bà lại rút quân về nước. What the hell? Thật sao sắn đít nó đông quân thế? Ôi ôi. Mình đang băn khoăn lại nhỉ? Bây giờ mà tấn công sang sắn đít là liệu mình có đủ lực không ấy? Vừa mới nhìn thấy nó vác 3-4 quân vàng sang nó đập thằng Đông La Mã và mình thấy chùn tay. Bổn phận vẫy gọi. What the hell? À, tướng bình thường thôi. Không phải ban lãnh đạo. Không phải ban lãnh đạo của nó. Cái này già quá rồi, hy sinh à? Là dễ bây giờ mình sống bằng nghề chỉ có thể phát triển này ra. Đây, bể lượng đây. Lương thực khá khá. Có đến 3 cái cảng biển lo gì hết lương thực nhỉ? Kỳ cục. Thêm ít tiền nữa đã rồi mới đầu tính đánh nhau với Sassanid nhỉ. Ngoài đánh nhau với Sassanid bây giờ mình không biết mình phải có bao nhiêu quân đoàn này.
Cần có bao nhiêu quân đoàn để có thể đánh được Sassanid? Cứ phải nói là rất nhiều thì mới đủ. Đi do thám tình hình ấy. Không chắc chắn là nếu đánh vào đây thì mình sẽ gặp vấn đề lớn ấy. Đánh nhau với Sassanid bây giờ tính toán xem chúng ta cần bao nhiêu quân đoàn nhỉ? Nếu mà quân đoàn full chắc phải có 3 quân đoàn ở 3 hướng và khoảng 3 quân đoàn dự bị. Năm à? Quyền lực của mình có vẻ lại hơi cao à? Ready for orders. The sea beckons, my lord. We fight for you, my lord. Sửa xong cái công trình này thì liệu đã ổn. Ủa, vùng này lương thực của nó nhiều thế. Ready for battle. Ai sẽ phòng thủ ở đây? Ôi, sao Sanit nó đông quân thế này? Xong ở đây sợ một đi không có ngày về vậy. At your command. At your service. Khả năng một đi không trở lại là cao. Ui dồi ôi. The way is closed to me. Bao nhiêu quân đoàn ở Sassanid đấy? Với tình hình này chắc là mình không thể đánh trong tàu Sassanid tiếp được. Không lẽ đánh thằng Đông La Mã tiếp à? Có lẽ giải pháp khả dĩ hơn cả đánh thằng Đông La Mã thôi. Đánh Đông La Mã thì chúng ta bị một cái thế trận rất là phức tạp, đó là dàn trải quân đội trên toàn tuyến. Và nếu tiến đến đấy chúng ta có khả năng gặp rất cao là gặp Hung Nô. Và những người lính của chúng ta khi đến sau rời khỏi sa mạc thì sẽ không được hỗ trợ đan nữa thì hơi khó đánh nhau. Đánh nhau với Đông La Mã thì khả thì dễ hơn rồi. Ôi, vua của mình hẹo rồi.
watch. My lord, ready for battle. Bắt đầu trận chiến bằng việc các tướng lĩnh già hy sinh. Nhỏ hết đỉnh lộ. Nếu mà đánh nhau Đông La Mã thì chắc còn hai quân đoàn này phải đủ. At your command. Ready for orders. Cho cái đám con ông cháu cha lên đi làm lãnh đạo thế này. Chả biết có ăn được không. Mấy thằng du mục nào đây? Có mấy thằng du mục nào đang ngọ mọ sang đất cho mình? Cái lối nhà của mình nằm cái chỗ chiến trường, chúng nó chạy qua chạy lại đánh nhau này hả? That is impossible. I cannot do as you ask. Swift and silent. On the move. I am eager to serve. My hands are yours to command. My mission was a success. At your command. On the move, my lord. Ready for battle. At once. Is that all, my lord? That path is blocked, my lord. Nó nhiều xe bắn đá ghê nhỉ. Cuộc chiến với Đông La Mã lại tiếp tục. Mình ghét mỗi cái đoạn là chúng nó mua nhiều pháo quá. Nói chung vấn đề an ninh thì bây giờ hiện tại cũng khá là ổn định rồi. Chỉ là vấn đề
Mấy thằng này tận cùng với Bắc mà nó mò ở đây làm gì nhỉ? Sửa phát mất tiền thế. Lấy vợ cộng một xảo quyệt. Ở đâu bôi nhọ danh dự. Mất hết tiền luôn. Đến nhà vua phát là đeo mặt nạ luôn à. Your command. Thằng này chỉ số cùi thế nhỉ? Chẳng có thằng nào khá hơn. Chỉ hết khả năng chiến đấu của binh sĩ số này. You, my lord. At your command. Death will come on swift wings. Ám sát cá nhà vua ở đó này. I won't fail you again, my lord. Nó có khá nhiều quân đấy. For orders. Thấm đốc ngon thế nhỉ? My lord, advance, raiding, march, take everything. Cướp cho rằng là mã này nó tàn tạ. Hết lương thực nó càng hết chết đói nhanh. Không cần vây mà nó chết đói thì tội gì. Trời ơi, định ra hành, định ra móc lốp thì tu mình bị phơ luôn. Mấy thằng Sassanid cũng đang hiếp thực. Thank you.
I speak with honest and honorable tongue. I demand that you listen with equal honesty. Đập nước đã được sửa chữa hoàn toàn. Ở đây thì cho lái máy bay phát. Cho nó lái máy bay phát. At your command. Ready for battle. A man has many faces. Bọn Nam Á rút đi đâu hết rồi? Cannot do this thing. Can I assist you further? Thằng con cút này nó có đồng minh với ai nhỉ? Không đồng minh với ai. Speak if you must, but know that Roman ears have little liking for foreign babble. À, do thám nó xem nó có pháo không? Your next command, my lord. Ready for orders. Cái gì? Đứa con của thần chiến tranh á? Tên hay lắm nhỉ? Tụi này vẫn đang giả. Đang tăng tôn giáo 51% rồi. Đạo chúng ta đã tăng dần. Do Thám xem thằng Pontus để có quân hay không. Không có chiếm đã. Sau đó mình tính trực tiếp vào cái vùng kia được. Vùng này có trì. Một tài nguyên rất quan trọng. Du mục này lằng ngoằng này, có khi phơ phơ lại làm một vùng của mình ở dưới này nên dễ lắm. Khả năng là cho quân ra. How would you like your defeat commemorated? An arch or a nice column? Mình chưa để mấy nhau nhé, tự nó tuyên chiến trước nhé. Và mình sẽ đóng vai là người bị hại, 55 tuổi. Thống đốc ở Ai Cập đã chết rồi. His many faces.
có một cái xe bắn đá. I've carried out your orders. Nào dám nổi loạn với anh. At your command. Laying siege to the settlement. Ô, bọn này không có lính tinh xa. Không có lính tinh xa, có một khẩu pháo duy nhất. Liều thuốc cho trái tim. Tuyết sương mù hạn chế tầm nhìn rồi đấy. Ô đánh nhau trong trời tuyết rơi để hạn chế tầm nhìn. Cái đạn giết gió mà chơi. Chưa đủ tầm bắn thì bắn tháp canh. The enemy draws near. Nó sẽ bắn đá của nó ở đâu? What are your orders? I will at the double. Chắc là cuối cùng. Cái bàn đá đi cuối cùng rồi. We are
trúng vào quân mình à? Đánh nó ở sa mạc là mình không được cộng cái trợ đó. Cái xe bắn đá của nó tích ở trong kia. They are trying to take out our general. Defend him. Upper hand.
retreat! Their unit has rallied! Trận đánh tưởng đơn giản nhưng phức tạp. Vẫn mất mất đơn vị mà có cái quân đoàn dự bị bên cạnh kia rồi ấy, nhưng mà Đông La Mã lại một cuộc chiến nữa với Đông La Mã. Một thằng vẹo. Khỏi cần chinh phục. Chinh dục phục lằng ngoằng. My lord. May quá. Không mất đơn vị quân nào. Mình đang ở mức này à? Mức này thì ta bị trừ trị an chút xíu. Ready for orders. My lord. Đúng cái vùng này là mình có thể tiến được sang cái khúc kia. Welcome, friend. Armenia. Tỉnh này à?
mấy ông dợ đấy ông. Xem đất nhà mình. Finding shelter. Chắc trời sang đây xử lý phải. Chèo lên đất của mình rồi. Ready for orders. Set up the watch. Kinh tế thì cũng mạnh rồi đấy. Thật đẹp, thật đẹp như quân đoàn. Bon phút. Mấy thằng này nó cứ lấy nhà mình nó chạy lông nhông thế này nhỉ? Bậy thật. Quyết định đánh Đông La Mã là một quyết định khó khăn. Bởi vì nó đang đồng minh với Hung Nô mà Hung Nô đang thời kỳ thực hưng thịnh nhất. Ái ái ái, bắt đầu sang cướp bóc ấy. Kiểu là này là kiểu muốn đánh nhau. Ready for orders. Quyền lực của mình cao quá nhỉ, thống trị mình cao lắm. We fight for you, my lord. All men must serve. I go. My lord. We fight for you, my lord. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi video của mình. Nếu bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chỉ 15 lương thực, chắc không sợ. Nâng cấp tôn giáo lên 48%.